Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu là những thông tin nóng cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Đảng cực hữu chống nhập cư, sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tuyên bố đã giành chiến thắng đầu tiên trong bầu cử cấp bang kể từ khi đảng này được thành lập năm 2013. Các cuộc thăm dò dư luận sau bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp tại bang miền đông Thuringia hôm 1 tháng 9 cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 1945, một đảng cử hữu được dự đoán sẽ chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Đức. Hãng tin BBC trích dẫn các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho biết đảng AfD đã giành được 32,8% số phiếu ủng hộ, dẫn đầu trong cuộc bầu cử tại Thuringia. Đảng Bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU dự kiến sẽ về thứ hai với 23,6% số phiếu bầu. Theo các cuộc khảo sát cử tri, hai đảng cũng ngang tài ngang sức tại bang Jackson lân cận khi CDU và AfD lần lượt giành được 32% và 31,5% số phiếu ủng hộ. Không có thành viên nào trong liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz, Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh có thể lọt vào ba vị trí dẫn đầu ở cả hai bang nói trên. Vị trí thứ ba ở Thuringia và Jackson đều thuộc về các đảng cánh tả mới thành lập BSW. Dù có thiên hướng chính trị khác nhau, nhưng cả AFD và BSW đều kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vấn đề nhập cư, cũng như chấm dứt sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Giới truyền thông Ukraine hôm 1 tháng 9 cho biết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 Bộ binh cơ giới thuộc Lữ đoàn 59 của lực lượng vũ trang Ukraine bị cách chức vì đã cho binh sĩ dưới quyền rút khỏi tiền duyên của cứ điểm phòng thủ kiên cố ở khu vực Kalovka, vùng Donetsk Khu định cư này được lực lượng vũ trang Ukraine tạo ra và liên tiếp củng cố, mở rộng trong hơn 9 năm qua, với mục đích làm bàn đạp tập kết binh lực quan trọng, phục vụ cho kế hoạch đã được định trước của Kiev và NATO về việc đánh chiếm lại thủ phủ của tỉnh Donetsk vào năm 2022. Chỉ huy nhóm quân Donetsk chỉ ra rằng, tiểu đoàn này được giao nhiệm vụ ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga, để đối phương không thể tiếp cận được hậu phương của nhóm ở Kaloka. Tuy nhiên, những bước tiến nhanh chóng của lực lượng vũ trang nga khiến tình hình hầu như mất kiểm soát. Việc quân nga đánh chiếm thành công các làng Pichi, Kalinovo và Mymerik đã nảy sinh nguy cơ nhóm quân ở kaloka bị bảo vây. Khi lực lượng vũ trang nga từ từ tiến xuống, đánh chiếm được khu định cư Halysinika, lực lượng Ukraine ở kaloka bắt đầu rút lui. Vào thời điểm đó, giới chỉ huy nhóm quân Donetsk tuyên bố rằng một phòng của tuyến phòng thủ, nơi quân nhân của tiểu đoàn 11 được cho là phải chưa chặn trên thực tế, đã trống rỗng. Báo chí Ukraine trích dẫn nguồn tin từ quân nhân của nhóm Donetsk cho biết về việc sa thải chỉ huy tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 11. Các chỉ huy cấp cao của Ukraine quy cho vị tiểu đoàn trưởng này phải chịu trách nhiệm về việc không có đủ quân nhân của đơn vị của ông ta trong các chiến hào gần Halisynivka xem xét bản đồ chiến sự khu vực Kalokka thời điểm đó, giới chuyên gia quân sự thẳng thắn chỉ ra rằng nếu lực lượng Ukraine ở Halisynitska không rút chạy, thì họ cũng có nguy cơ bị hợp vây từ hướng Bắc và hướng Tây. Tình huống nguy cấp của các đơn vị Ukraine ở khu vực này là lỗi cả hệ thống phòng thủ, chứ không riêng gì tiểu đoàn 11 bởi tất cả các đơn vị gần đó đã không hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn để quân nga phát triển quá nhanh sang phía tây Donetsk, rồi từ đó lại đánh xuống phía nam hình thành thế gọng kìm trách nhiệm này thực sự là do bộ chỉ huy các lực lượng ukraine đã không kịp thời điều quân tăng viện hoặc thay thế các đơn vị đã chiến đấu dài ngày thiếu quân số và vũ khí trang bị trong khi quân nga có hỏa lực và quân số vượt trội lại nhận được sự tri viện đắc lực của lực lượng hàng không theo lời một số binh sĩ Ukraine ở Donetsk, có những tiểu đoàn bộ binh mà mỗi đại đội chỉ còn hơn 10 tay súng. Với vũ khí cá nhân thì họ làm sao chống cự được trước ưu thế vừa trội của quân Nga nên các đơn vị Ukraine mất sức chiến đấu, binh sĩ dễ bỏ chạy hoặc ra hàng. Theo tờ Kiev Post, một sĩ quan lữ đoàn Azov tên Roman Ponomarenko cảnh báo rằng mặt trận của chúng tôi ở Donbass đã sụp đổ, trong khi một nữ y tá phục vụ ở tiền tuyến nói rằng Pokrovsk chỉ còn trụ được vài tuần nữa. Theo Ponomarenko, sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, tình hình ở tuyến đầu tại khu vực Donetsk đã trở nên mất kiểm soát. Ponomarenko viết trên Telegram rằng, trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được mô tả một cách khéo léo là khó khăn nhưng được kiểm soát, Tuy nhiên, giờ đây nó đã mất kiểm soát. Hiện tại, có vẻ như mặt trận của chúng tôi ở Donbass đã sụp đổ. Ông tuyên bố rằng lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đang mất tổ chức với quân đội kiệt sức, suy yếu và nhiều đơn vị mất tinh thần. Sĩ quân Ponomarenko viết, lực lượng tăng viện mà chúng tôi nhận được chủ yếu là những người bị bắt đi lính. Điều này không giúp ích gì, trên thực tế nó làm phức tạp các hoạt động chiến đấu của các đơn vị. Trong khi đó, một nữ quân nhân và nhân viên y tế người Ukraine tên là Katerina Polischak còn được biết đến với biệt danh Pitaska hoặc Bodai cũng bình luận về tình hình khó khăn ở tiền tuyến Pokrovsk trong một bài đăng trên Facebook. Cô cho hay, ở khu vực Pokrovsk, tình hình rất hỗn loạn, không hề cường điệu. Trong khi mọi người đang cổ vũ cho Kursk, Pokrovsk vẫn còn vài tuần nữa. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy hàng chục xe bọc thép của lực lượng Ukraine bị tên lửa Iskander và pháo phản lực của quân đội Nga phá hủy ở Sumy. Đoạn video cho thấy quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng tiếp viện của Ukraine ở phía nam thành phố Sumy, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo Iskander, được trang bị đạn chùm và tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt. Cuộc tấn công được quân đội Nga thực hiện vào khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 8, khiến ít nhất 20 chiếc xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, vào đêm ngày 31 tháng 8, dạng sáng ngày 1 tháng 9, Ukraine đã phóng 158 máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt tập kích gần đây của Moscow. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 9 công bố đoạn video cho thấy một bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt M-270 của Ukraine bị phá hủy cũng ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 31 tháng 8, lực lượng không quân tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt M-270 do Mỹ cung cấp cho Ukraine, đồng thời tấn công các xưởng lắp ráp máy bay không người lái, cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong ngày, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật ATACMS, 6 quả bom dẫn đường Hammer, 6 tên lửa Vampire và 48 máy bay không người lái. M270 là phiên bản nâng cấp của HIMA, có khả năng bắn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn có độ chính xác cao. Mỗi bệ phóng M270 có thể mang theo 12 tên lửa, được chia làm hai cụm ống phóng, các tên lửa có thể được bắn riêng lẻ hoặc bắn theo từng đợt. CNN ngày 1 tháng 9 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington đã nói rõ rằng Họ không thể cung cấp cho Kiev bất kỳ số lượng lớn tên lửa ATACMS nào trong tương lai gần. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Omero đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc hôm 30 tháng 8 để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung. Trong cuộc họp, ông Omero được cho là đã trình bày với ông Austin một danh sách các mục tiêu có giá trị cao mà Kiev muốn tấn công sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN sau cuộc họp, ông Umero tuyên bố rằng Ukraine đang thúc đẩy việc dỡ bỏ các hạn chế ATACMS vì mục đích tự vệ, lập luận rằng các sân bay đang được sử dụng để tấn công các thành phố của chúng tôi nằm trong phạm vi tấn công sâu. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với kênh truyền hình CNN rằng nhiều mục tiêu trong danh sách mong muốn của Ukraine thực tế nằm ngoài tầm bắn của tên lửa này vì Moscow đã di rời các tài sản có giá trị cao của mình ra khỏi tiền tuyến. Tờ Bloomberg đưa tin khoảng 400.000 người Ukraine sẽ rời khỏi đất nước vào cuối năm nay do vấn đề về điện. Việc Ukraine tăng thêm công suất năng lượng trước mùa đông là không thực tế. Nhiều người dân vẫn tin rằng tình trạng mất điện tiếp tục xảy ra do tham nhũng. Bloomberg lưu ý. Theo Guardian, trong khi phần lớn Ukraine vẫn đang trải qua giai đoạn cuối mùa hè nóng rực, các cuộc không kích của Moscow vào các cơ sở tăng năng lượng của Kiev trong tuần này đã làm nổi bật mối lo ngại về những tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt sắp tới. Bà Natalia Sapovan, Hiệu trưởng Viện Kinh tế Kiev nhận định, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Bà ước tính rằng, kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở tăng năng lượng Ukraine đã gây ra thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ cũng như 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Tổng thống Zelensky xác nhận nhiều cơ sở tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Kiev ước tính quân đội Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và 100 thiết bị bay không người lái. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galutchenko mô tả tình hình hiện tại rất khó khăn nhiều ước tính cho thấy ngay cả trước các cuộc không kích tuần này nga đã phá hủy khoảng một nửa công suất năng lượng của ukraine công tác sửa chữa đã được tiến hành trong suốt mùa hè song kiev vẫn đối mặt với nỗi lo các cuộc không kích tiếp theo có thể biến một tình huống khó khăn thành thảm khốc trong khi đó ukraine đã tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương tây tăng cường hỗ trợ phòng không Tại một hội nghị hồi tháng 6 ở Berlin, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy 80% sản lượng điện nhiệt và 1 phần 3 sản lượng thủy điện của Ukraine. Sau hôm 27 tháng 8, ông từ chối giải thích thêm về thiệt hại mà các cuộc không kích một ngày trước đó gây ra. Nhà báo Ireland J. Bose tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng lôi kéo phương Tây vào một cuộc xung đột mang tính hủy diệt toàn cầu. Nhà báo viết, Zelensky đã đẩy nhiều quân đoàn của mình đến chỗ chết, đồng thời tích lũy một khối tài sản khổng lồ. Bây giờ ông đang cố lôi kéo chúng ta vào một cuộc xung đột thế giới nhiều khả năng thảm họa. tờ Financial Times ngày 26 tháng 8 đưa tin chính phủ Ukraine đã vượt qua danh giới đỏ của Washington với hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực tỉnh Kursk. Gần đây, ý kiến về một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Liên minh và Nga ngày càng được phương Tây chú ý nhiều hơn. Điểm Kremlin lưu ý rằng, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO dọc biên giới phía Tây của đất nước. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Người phát ngôn điểm Kremlin Dmitry Peskov hôm 1 tháng 9 đã được đề nghị đánh giá về hai ứng viên Tổng thống Mỹ hiện nay. Ông Peskov nhận định, ứng viên dân chủ dễ đoán hơn, nhận định của Tổng thống Vladimir Putin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dễ đoán đúng với hầu hết thành viên Đảng Dân chủ, kể cả bà Kamala Harris. Mặc dù vậy, ông Peskov cho rằng không có triển vọng khôi phục quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất lịch sử, cho dù ứng viên nào đắc cử tổng thống. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bác bỏ tuyên bố của ứng viên Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump về việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Peskov nhấn mạnh không có cây đũa thần nào có thể giải quyết khủng hoảng Ukraine chỉ trong một đêm. Ông nói thật ảo tưởng khi nghĩ Tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức rằng Washington sẽ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi đàm phán hòa bình, hay ký ép sẽ thay đổi lập trường bởi lời cảnh báo này. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã lên tiếng ca ngợi về mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Hãng tin John Hap ngày 31 tháng 8 đưa tin phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố, tôi đã có mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên. Hãy nhớ rằng, tôi đã đi bộ qua khu vực đó. Mối quan hệ thân thiết là chuyện tốt, chứ không phải là chuyện xấu. Theo John Hap, phát biểu của ông Donald Trump dường như đề cập đến cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Khi đó hai bên đã bắt tay nhau và ông Donald Trump đã bước chân qua đường ranh giới phân chia hai miền Triều Tiên tại DMZ, bước sang phần lãnh thổ của Triều Tiên. Ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng đi bộ ở phần biên giới bên phía Triều Tiên. Ông Donald Trump lúc bấy giờ đã trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Sau cuộc gặp kéo dài 40 phút vào thời điểm đó, ông Donald Trump đã khẳng định đây là ngày tuyệt vời đối với thế giới và nhấn mạnh về tình cảm quý mến lẫn nhau với nhà lãnh đạo Triều Tiên. John Hap nhận định việc ông Donald Trump ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un là tín hiệu cho thấy nếu tái đắc cử, ông có thể khôi phục lại chính sách ngoại giao cá nhân để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris, đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, lại ủng hộ cách tiếp cận tập trung vào việc hợp tác với các đồng minh và đối tác để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về tình hình khu vực Trung Đông. Lực lượng Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy địa phương của phong trào Hồi giáo Hamas tại điểm nóng Jenin khi tiến hành một chiến dịch lớn ở bờ Tây. Theo quân đội Israel, lực lượng cảnh sát biên giới ngày 30 tháng 8 đã tấn công một chiếc xe và giết Wasem Hazem, người mà họ cho là thủ lĩnh Hamas ở Jenin và có liên quan đến các vụ tấn công bằng súng và bom ở lãnh thổ Palestine. Hai tay súng Hamas khác trên xe cố gắng thoát thân nhưng đều bị máy bay không người lái giết chết. Nhiều vũ khí, thuốc nổ và số tiền mặt lớn đã được tìm thấy trong xe. Hamas xác nhận cái chết của cả ba người đàn ông những người mà họ cho là thành viên của cánh vũ trang lữ đoàn al qassam xe bọc thép chở quân của Israel được trực thăng và máy bay không người lái hỗ trợ đã tiến vào Jenin và Tulkarm ngày 30 tháng 8 trong khi xe ủi đất bọc thép cày nát các con đường để phá hủy bom do các nhóm chiến binh cài đặt vè đường sự lao thang trong các cuộc giao tranh ở bờ tây diễn ra khi chiến sự giữa lực lượng Israel và các chiến binh Hamas vẫn diễn ra ác liệt ở giải Gaza gần 11 tháng kể từ khi bắt đầu, đồng thời các cuộc đụng độ với phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới Israel, Liban đã trở nên dữ dội hơn. Trong hai ngày đầu tiên của chiến dịch bờ Tây, ít nhất 17 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy địa phương và lực lượng Jihad Hồi giáo ở Tun Cam. Quân đội Israel trong bản tóm tắt về các hoạt động của mình cho biết, cho đến nay, các lực lượng đã tiêu diệt 20 tên khủng bố trong các cuộc đấu súng và không kích, bắt giữ 17 nghi phạm có liên quan đến các hoạt động khủng bố kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái gây ra cuộc chiến tranh Gaza, hơn 660 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây theo thống kê của Palestine một số do quân đội Israel gây ra, cũng như một số khác do những người định cư do Thái thường xuyên tấn công vào các cộng đồng người Palestine ở bờ Tây. Israel cho biết đã tìm thấy thi thể của 6 con tin trong một đường hầm ở phía nam giải Gaza, ở Gaza, động thái khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu hứng chỉ trích nặng nề. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 9, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Danen Hakari cho biết, Thi thể của 6 con tin, trong đó có một thanh niên người Mỹ gốc Israel, được phát hiện trong một đường hầm ở phía nam giải Gaza vào ngày 31 tháng 8. Trong khi đó, lực lượng Hamas cho biết họ đã chết trong các cuộc không kích của Israel. Quan chức cấp cao của Hamas đồng thời nói về việc Hamas đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về trả tự do cho các con tin và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng Thủ tướng Netanyahu đã từ chối. Vụ việc lần này làm dấy lên làn sóng phản đối và kêu gọi biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu, nhà lãnh đạo và nhiều gia đình các con tin, và hầu hết người dân Israel cáo buộc không nỗ lực được các con tin trở về trong một thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng. Diễn đàn các gia đình và những người mất tích cho rằng 6 con tin được tìm thấy ở Gaza sẽ còn sống nếu chính phủ của Netanyahu đã ký một thỏa thuận ngừng bắn ở Hamas. Yahoo News đưa tin, Vladimir, con cá voi trắng gây tranh cãi về nguồn gốc đã chết ở vùng biển Na Uy. Con cá này từng gây được sự chú ý từ dư luận khi nó xuất hiện ở Na Uy vào năm 2019, làm dấy lên nghi vấn nó được Nga đào tạo để thu thập thông tin tình báo. Người Na Uy đã gọi con vật bằng biệt danh Vadimir, một cách chơi chữ của từ cá voi trong tiếng Na Uy, ám chỉ nghi vấn nó có thể liên quan tới Nga. Khi nó lần đầu tiên xuất hiện ở Na Uy, các nhà sinh học biển từ Tổng cục Thủy sản Na Uy đã tháo bộ vòng trên người nó ra. Bộ vòng có giá treo, có thể đặt được camera hành trình và dòng chữ, thiết bị của Saint Petersburg in trên móc nhựa. Truyền thông Na Uy cho hay, một cặp cha con ngày 31 tháng 8 đã phát hiện ra xác cá voi ở Rysavika, phía nam đất nước. Chưa thể xác định nguyên nhân con cá bị chết. Trước đó, các quan chức Na Uy cho biết, Vladimir có thể đã được hải quân Nga huấn luyện vì nó dường như đã quen với con người. Nga chưa lên tiếng về những nghi vấn đặt ra xung quanh con cá voi, trước đó bộ quốc phòng Nga từng bác bỏ việc sở hữu chương trình huấn luyện cá voi phục vụ mục đích quân sự. Asian Times mới đây có bài viết cho rằng Việt Nam đang trở thành một nhân tố quan trọng mới trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu là một trong những nước hưởng lợi từ cuộc chiến chip. Trong bài viết với tựa đề Việt Nam đang trở thành cường quốc sản xuất chip, Asia Times cho biết các kỹ sư ở Việt Nam với trình độ học vấn cao và động lực mạnh mẽ làm việc với mức lương tương đối thấp đã thu hút các công ty thiết kế và đóng gói bán dẫn từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Với chính sách phát triển công nghiệp, định hướng công nghệ, Việt Nam đang đi theo bước chân của Malaysia, hiện là nước xuất khẩu bán dẫn lớn thứ sáu thế giới và chiếm 13% ngành công nghiệp lắp ráp kiểm thử và đóng gói toàn cầu theo Viện Nghiên cứu ISIS của Malaysia. Nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất của Đức, Infineon đã thành lập một đội ngũ phát triển sản phẩm tại văn phòng mới của mình ở Hà Nội, khai trương vào tháng 6 năm ngoái. Các công ty thiết kế IC của Hàn Quốc như đã làm việc với Samsung có các trung tâm R&D ở Việt Nam. Samsung Electromechanics Hana Micron Vina và Hanmi Semiconductor sản xuất với các lớp đóng gói, bảng mạch in và thiết bị đóng gói bán dẫn tương ứng tại Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!